Nạn nhân tên là Đào Tử, năm nay 24 tuổi, là một phóng viên báo lá cải. Trên người có nhiều vết đâm nhưng không sâu, và anh động mạch phổi hẹp, chủ khiến cô ấy chết vì tai nạn. Lại thêm một người giả chết nữa nè. Lại thêm một người nữa. Đứng dậy đi. Nè, con dao này làm cũng giống thật quá nhỉ. Máu cũng giống thật nữa. Đứng dậy đi cô em. Đứng dậy đi. Nè, con dao làm giống thật quá. Hôm nay người giả chết nhiều nhỉ. Đừng giả vờ nữa. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi cô em. Chết thật à. Giết người rồi. Giết người rồi. Mau chạy đi. Chết thật rồi. Mau chạy đi. Giết người. Giết người. Mau đi thôi. Đâm nhiều nhát như vậy, phần bụng có nhiều vết thương nhưng mà đều không sâu. Đây là một con dao nhựa công binh. Hung thủ không chuyên nghiệp đến cỡ nào mới dùng loại hung khí thế này để mà giết người đây. Có khả năng bảy vết dao ở vùng bụng, không có vết nào chí mạng. Người chết tên là Đào Tử, 24 tuổi, là một phóng viên báo lá cải. Mọi người đều ăn mặc như thế này là vì hôm nay ba tổ chức party chủ đề kinh dị. Người chết là bị đâm sao? Rất có thể là không phải. Chúng ta lập tức phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Lát nữa gặp ở cục. Được. Thông qua khám nghiệm tử thi, phát hiện phía dưới xương quai xanh của cô ấy có một hình xăm con bướm. Trong kẽ móng tay ở tay phải có một chút bột phát quang. Dùng bụng có 7 vết đâm, có một vết khá sâu. Chuẩn bị giải phẫu. Được. Từ độ sâu của vết đâm, có thể thấy bảy vết đâm này không có vết nào chí mạng. Mở khoang ngực ra. Được. Kéo. Phán đoán ban đầu, động mạch phổi hẹp, kích thước cũng có chút kỳ lạ. Tim của người bình thường có kích thước bằng nắm tay của mình, có kích thước gấp rưỡi nắm tay. Vậy chứng minh cô ta có khả năng bị bệnh tim bẩm sinh. Trọng lượng tim bình thường của nữ thường vào khoảng 250g đến 300g, của cô ta lên đến 400g rồi. Kiểm tra kỹ thêm nữa, kết cấu của các cơ quan của người chết dưới kính hiển vi, xem có bệnh gì khác không.
Đã nghiên cứu về tim cả một buổi tối, bây giờ rất muốn ăn tim gà quay. Tôi nói này cô gái, bây giờ thì khẩu vị của cô ngày càng nặng đó. Cậu bé, điều đó chỉ có thể chứng minh cậu còn phải trải nghiệm nhiều. Bây giờ đã loại trừ được khả năng bị dao đâm chết. Phán đoán sơ bộ, nguyên nhân thực sự của cái chết có lẽ là do bệnh tim. Bệnh tim sao? Động mạch phổi hẹp, đủ để bệnh tim của cô ta đột nhiên tái phát dẫn đến đột tử. Nhưng mà chúng tôi thông qua điều tra, bạn bè và đồng nghiệp của người chết, bọn họ không ai biết người chết bị bệnh tim. Hơn nữa họ đều nói, con người đào tử rất là gan dạ, thích xem phim kinh dị, bình thường cũng hay tham gia những buổi tiệc có chủ đề kinh dị. Cũng chính vì vậy, ông chủ quán bar Lý Thiên Kỳ mới có thể mời cậu ta tham gia chứ. Nhưng mà bây giờ nghiên cứu tình hình tim của người chết rõ ràng, có thể có ba nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ta. Thứ nhất, vận động quá mạnh dẫn đến tim đập nhanh quá mức. Từ độ cứng của thi thể có thể thấy, trước khi chết cô ta hoàn toàn không trải qua vận động mạnh. Thứ hai là nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến chức năng của tim rối loạn. Bề mặt da của thi thể ẩm và bóng không có hiện tượng này. Đây mới là dấu hiệu cho thấy cô ấy nghỉ ngơi không điều độ. Anh ta mới nói là càng già càng dẫn đến tâm thái không ổn đó. Thứ ba là do quá kinh hãi dẫn đến bệnh tim tái phát. Nhưng mà về cơ bản, tất cả những người được thẩm vấn đều nói cô ta to gan nhất. Vậy thì điểm thứ ba có phải là cũng có thể bị loại trừ không? Xét từ tình trạng của tim, điểm thứ ba lại là có khả năng nhất. Nhưng mà những người tham gia cosplay chuyên nghiệp trong những bữa tiệc có chủ đề kinh dị như cô ta chắc chắn không đến nỗi bị dọa chết chứ. Trừ phi là có thứ gì đó cô ta thực sự sợ hãi. Nhưng mà bây giờ cũng không loại trừ khả năng còn có tác dụng của thuốc. Đúng rồi, vừa rồi tôi mới tới khoa kiểm tra dấu vết, lấy di vật của đào tử, phát hiện được thứ này ở trong túi áo khoác của cô ta. Viên trợ tim hiệu quả nhanh, đúng. Hơn nữa bên trong còn rỗng, bên trên chỉ có dấu vân tay của đào tử, cho nên có thể đây là vật phẩm riêng của cô ta. Bên trên có vết máu. Người của khoa kiểm tra dấu vết nói đó là máu giả làm từ siro, không phải là máu thật. Bên trên có máu giả. Điều này chứng tỏ đào tử trong đêm xảy ra án có quá trang. Sau khi vô hỏi bắt đầu mới uống thuốc. Trên tay của đào tử cũng phát hiện ra hai vết máu, một thật một giả. Nếu như nói vết máu dính bên bình thuốc là máu thật, vậy thì chứng tỏ thuốc là cô ta uống sau khi bị đâm. Nhưng mà bây giờ máu trên bình thuốc là giả. Vậy là trước khi cô ta bị đâm đã uống thuốc rồi. Trên bụng có rất nhiều vết thương nhưng mà đều không sâu. Chút nữa hãy lấy mẫu những thứ trong dạ dày của người chết, xem bên trong có cặn của thuốc không. Còn nữa, xem bình thuốc rỗng này có vấn đề gì không. Có khả năng là thuốc bên trong từng bị đánh tráo. Vậy có thể bị đổi thành loại thuốc gì chứ? Có rất nhiều loại thuốc có thể dẫn đến máu chạy lên tim nhanh, tạo nên việc tim đập nhanh bất thường. Nếu như trong tình huống này có người cầm dao đâm người chết, hoặc là khiến cô ta phải chịu đựng những chuyện khiến cho tâm trạng kích động khác, thì rất có khả năng dẫn đến bệnh tim đột nhiên phát tác và đột tử. Tâm trạng kích động sao? Hôm qua lúc điều tra, rất nhiều người phản ánh với tôi, nói là ông chủ quán bar Lý Thiên Kỳ đã có tranh cãi kịch liệt với đào tử. Tôi cảm thấy là tôi nhất định phải đi điều tra người này một chút. Có điều tra bây giờ, những phán đoán này đều vô dụng. Đều phải điều tra từ bình thuốc này. Tôi nói, khẩu khí khi nói chuyện của cô bây giờ, thật sự càng ngày càng giống Tần Minh. Ra ngoài. Bởi vì tiếng thở của anh làm phiền đến tôi. Điều tôi càng quan tâm hơn là cô ấy đang sợ những gì. Cảnh sát Lâm, đây là đoạn video giám sát của chúng tôi. Nghe nói là tối qua trước khi đào tử chết đã gặp một mình anh. Đúng, đã gặp. Giữa hai người còn xảy ra tranh cãi? Không có, chỉ là cãi giặt thôi. Cãi nhau. Tại sao cãi nhau? Hôm qua có thể là vì người quá đông. Tôi tiếp đón không được chu đáo. Quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt, vẫn hay như vậy lắm. Nghe nói là cô ấy là bạn học cấp ba của anh. Đúng, 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 đúng. Vì thế việc cô ấy mắc bệnh tim anh cũng biết. Lúc học cấp ba thầy giáo có nói qua. Nhưng mà đào tử cô ấy gan to lắm, từ trước đến nay chưa từng phát bệnh. Chúng tôi cũng không coi đó là thật. Được, tôi biết rồi.
Vậy nếu còn câu hỏi gì, tôi liên lạc với anh sau. Được. Có phát hiện gì mới chưa? Quả nhiên trong bình thuốc đo được 3 loại thuốc chống trầm cảm. Loại thuốc chống trầm cảm này là đại kỵ với người bị bệnh tim. Xem ra đích thực là như lời của anh nói. Cho hai người xem thứ này. Hai người xem, tối hôm xảy ra vụ án, ông chủ quán bar quả thật có gặp đào tử. Hai người còn xảy ra cãi giả, nhưng mà có lẽ không phải ông chủ quán bar đổi thuốc. Bọn họ là bạn học cấp 3, quan hệ không tồi. Nhưng qua video chúng ta có thể thấy, ông chủ quán bar hầu như là đều ở quầy thu ngân xem xét việc kinh doanh, chưa từng rời khỏi đó. Tuy rằng hai người xảy ra tranh cãi, nhưng mà đạo tử đã rời khỏi hiện trường rất nhanh. Ông chủ quán bar trong thời gian ngắn như vậy, không có cách nào đổi thuốc trong túi áo khoác của đạo tử. Có điều, thái độ của ông chủ quán bar khiến tôi thấy rất kỳ lạ. Hai người bọn họ rõ ràng là có cãi giả, trong đoạn video này cũng thấy rất rõ. Nhưng mà lúc anh ta trả lời câu hỏi của tôi lại rất mập mờ. Vậy có phải là anh ta có điều gì dẫn dấu chúng ta? Có điều anh ta không có cơ hội đổi thuốc. Có lẽ là nên loại trừ khả năng là hung thủ. Còn manh mối nào nữa không? Tối hôm xảy ra vụ án, đào tử còn gặp một người nữa. Ai? Trương Di. Là nữ diễn viên đang hot đó sao? Không sai. Tôi lên mạng xem một chút. Cô ta gần đây liên tục có scandal. Hơn nữa, người tiết lộ là cùng một người. Không phải là đạo tử tiết lộ đó chứ. Rất thông minh. Có điều cô ta thật sự có động cơ gây án. Hơn nữa trước đó bọn họ còn gặp nhau. Chúng ta có phải là nên đi gặp cô ta không? Tôi đi với cô. Được. Trương tiểu thư, làm phiền cho hỏi chút. Hôm qua cô có gặp đạo tử không? Có gặp. Sao vậy? Cô ấy chết rồi. Gì chứ? Chết rồi à? Các người không phải là đang ghi hình chương trình thực tế đó chứ? Lúc nãy cô đã xem thẻ cảnh sát của chúng tôi rồi. Này, không phải là các người đang nghi ngờ tôi là kẻ giết người đó sao? Thật buồn cười quá. Phải, tôi ấy à. Đúng là gần đây có nhiều tin không hay. Nhưng mà tôi gặp cô ta chỉ là vì muốn dùng tiền bịt miệng cô ta. Loại người như bọn họ, dù sao đưa tiền rồi á, bọn họ sẽ không đăng tin tức không hay về anh nữa. Chúng tôi hoàn toàn không có liên hệ gì. Bà chủ, Loan Loan quay về rồi. Loan Loan, con về rồi hả? Nói cho mày nghe ra ngoài chơi thế nào. Ngoan lắm à. Ngoan lắm. Đây là trợ lý của tôi, Manh Manh. Manh Manh à, cô ôm Loan Loan vào trong đi. Rót cốc nước cho hai vị cảnh sát đây. Vâng. Tôi thừa nhận, tôi đích thực không thích đào tử. Nhưng mà tôi không đến mức sẽ ra tay giết hại cô ta. Chuyện các người nghi ngờ tôi thực sự quá buồn cười rồi. Nếu như các người cần lấy chứng cứ, tôi bằng lòng phối hợp cùng với các người điều tra.